được coi là màn chống ngồi lớn nhất Việt Nam cho đến thời điểm này. Còn cách đây ít phút thì cũng tại đây đã diễn ra màn xếp hình nghệ thuật Bản Hùng Ca Điện Biên do đoàn nghi lễ quân đội và nhiều lực lượng tham gia biểu diễn, đặc biệt là màn múa súng của các chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam và các màn xếp hình đặc biệt khác. Thưa quý vị, ngay từ rất sớm khi mà trời còn chưa sáng ngày hôm nay thì các lực lượng đã tập trung đông đủ, nghiêm túc tại sân vận động để chuẩn bị cho sự kiện trọng đại ngày hôm nay. Còn người dân và du khách thì nô nức đổ về trung tâm thành phố, tập trung rất đông hai bên đường mà các đoàn diễu binh diễu hành sẽ đi qua. Có thể nói là không chỉ ở Điện Biên mà trong những ngày tháng năm lịch sử này, cả nước đều hướng trái tim và tình cảm của mình về Điện Biên Phủ với tấm lòng tri ân và biết ơn sâu sắc tới thế hệ cha ông đi trước đã không tiếc máu xương vì độc lập tự do của Tổ quốc. Và ngày hôm nay đúng 7 giờ 45 phút, buổi lễ sẽ chính thức bắt đầu với 21 loạt pháo lễ trên nền nhạc quốc ca. Và khi diễn ra chào cờ thì 11 máy bay của Không quân Nhân dân Việt Nam sẽ mang cờ Đảng, cờ Tổ quốc bay qua lễ đài. Ngay sau phần lễ là chương trình diễu binh diễu hành với sự tham gia của khoảng hơn 12.000 người. Đi đầu sẽ là khối nghi trượng, lực lượng diễu binh gồm 24 khối, đại diện lực lượng vũ trang 9 khối, lực lượng diễu hành quân chúng. Các khối đứng trên sân gồm 27 khối. Sau khi các khối diễu binh diễu hành đi qua lễ đài sẽ tiếp tục tiến ra các tuyến phố của thành phố Điện Biên Phủ để người dân hai bên đường được chiêm ngưỡng và hòa vào không khí của lễ kỷ niệm vô cùng ý nghĩa và được cả nước chờ đợi này. Có thể nói là không chỉ tại sân vận động này mà không khí tại tỉnh Điện Biên những ngày này cũng thật đặc biệt. Mỗi hình ảnh, mỗi sự kiện, mỗi hoạt động nào chúng ta được chứng kiến đều khiến chúng ta rưng rưng xúc động và tự hào. Chương trình lễ vinh tinh diễu binh diễu hành kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ xin phép được bắt đầu. Trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng toàn thể các quý vị đại biểu, các vị khách quý và nhân dân đứng dậy làm lễ chào cờ. Cảm ơn các đồng chí và đồng bào. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Kính thưa các đồng chí lão thành cách mạng, các bà mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động. Kính thưa các quý vị đại biểu, các vị khách quý. Thưa đồng bào chiến sĩ của cả nước, dân tộc Việt Nam anh hùng đã trải qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước. Cả dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng đã làm nên những chiến thắng vĩ đại, những chiến công hiển hách. Trong đó, chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu là mốc son chói lọi bằng vàng của lịch sử, như Bác Hồ muôn vàn kính yêu đã khẳng định. Với tầm vóc và ý nghĩa lịch sử to lớn đó, hôm nay tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tỉnh Điện Biên tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ ngày 7 tháng 5 năm 1954. Ngày 7 tháng 5 năm 2024. Tới dự buổi lễ quan trọng này, ban tổ chức trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị,
Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đồng chí Nông Đức Mạnh, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Minh Chiết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đồng chí Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Văn An, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn. Đồng chí Võ Thị Ánh Xuyên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, quyền Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao. Đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an. Đồng chí Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hà Nội. Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương. Đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương. Đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên. Tới dự lễ kỷ niệm, Ban tổ chức trân trọng giới thiệu các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, các đồng chí nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, các đồng chí nguyên Bí thư Trung ương Đảng, các đồng chí nguyên Phó Chủ tịch nước, các đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, các đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn, lãnh đạo các ban, bộ ngành, đoàn thể Trung ương, lãnh đạo một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các đồng chí lão thành cách mạng, các bà mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động, các tướng lĩnh trong lực lượng vũ trang nhân dân, đại diện các chiến sĩ Điện Biên, cựu chiến binh, cựu công an nhân dân, cựu thanh niên xung phong dân công hỏa tuyến, các lực lượng tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ, tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên qua các thời kỳ, các sở ban ngành đoàn thể huyện thị xã trực thuộc Điện Biên, đại diện các gia đình thương binh liệt sĩ, gia đình có công với nước tại tỉnh Điện Biên. Về phía đại biểu quốc tế, Ban tổ chức trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng đoàn đại biểu nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào do đồng chí Chan Sa Mòn Chan Nha Lạt, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào làm trưởng đoàn. Đoàn đại biểu Vương quốc Campuchia do Son Tê Bon Đức Nét Sa Vươn, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, Phó Thủ tướng Chính phủ làm trưởng đoàn.
đoàn đại biểu nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa do đồng chí Trương Khánh Vĩ, Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Phó Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc làm trưởng đoàn. Đoàn đại biểu Pháp do ông Sébastien Le Corbusier, Bộ trưởng Bộ Quân đội làm trưởng đoàn. Tới dự có các vị đại sứ, đại diện các nước, các tổ chức quốc tế, tùy viên quốc phòng các nước tại Việt Nam và bạn bè quốc tế. Các cơ quan thông tin báo chí trong và ngoài nước, ban tổ chức xin được trân trọng cảm ơn và nhiệt liệt chào mừng sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các vị đại biểu khách quý và nhân dân đã tham dự buổi lễ trọng thể này. Ban tổ chức hết sức vinh dự được đón nhận và trân trọng cảm ơn lãng hoa chúc mừng của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin được trân trọng kính giới thiệu đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam trình bày diễn văn kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, mùng 7 tháng 5 năm 1954, mùng 7 tháng 5 năm 2024. Trân trọng kính mời Thủ tướng. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, kính thưa các bậc lão thành cách mạng, các mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động, thưa quý vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài. Hôm nay, trong không khí vui mừng, phấn khởi, tự hào của cả nước, tại thành phố Điện Biên Phủ tươi đẹp, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Một chiến thắng vĩ đại được ghi vào lịch sử dân tộc như một bành đặc, một chi lăng hay một đống đa của thế kỷ 20. Và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công chói lọi, đột phá thành trì của hệ thống nô dịch thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc. Trước hết, tôi xin được thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệt liệt chào mừng và xin gửi tới quý vị đại biểu khách quý, đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài cùng Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên lời chào trân trọng, lời thăm hỏi chân tình và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Nhân buổi lễ long trọng này, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thân ái gửi đến toàn thể quý vị, đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước lời chúc mừng, những tình cảm chân thành, thân thiết nhất và chúc lễ kỷ niệm của chúng ta thành công tốt đẹp. Trong giờ phút thiêng liêng này, chúng ta thành kính nghiêng mình tưởng nhớ công lao vĩ đại và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, vị lãnh tụ thiên tài của cách mạng Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, người cha thân yêu của các lực lượng vũ trang đã cống hiến trọn cuộc đời mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân và hòa bình, tiến bộ của nhân loại. Chúng ta tưởng nhớ và tri ân sâu sắc Đại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp, người học trò xuất sắc và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người anh cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng, Bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng chiến dịch
Điện Biên Phủ. Chúng ta khắc ghi và biết ơn công lao to lớn của các bậc tiền bối, các anh hùng liệt sĩ, các mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, các thế hệ cán bộ, tướng lĩnh, sĩ quan, chiến sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, các đồng chí thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, cùng toàn thể các lực lượng vũ trang và nhân dân ta trên khắp mọi miền của Tổ quốc đã tận tâm, tận lực, anh dũng, chiến đấu, hy sinh, quên mình, cùng góp phần làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Sau 70 năm chiến thắng, chúng ta vẫn băn khoăn, trăn trở, ngậm ngùi khi còn đó nhiều liệt sĩ chưa xác định được đủ thông tin, nhiều cựu chiến binh vẫn đau đớn nỗi niềm tìm kiếm đồng đội, nhiều gia đình vẫn ngày đêm trông ngóng thông tin về người thân đã hy sinh trên chiến trường. Máu xương của các anh hùng liệt sĩ đã hòa quyện vào lòng đất Điện Biên Tây Bắc để góp phần cho ngày hôm nay đất nước ta được độc lập, tự do và nhân dân ta được sống trong ấm no, hạnh phúc. Với truyền thống đoàn kết, nghĩa tình, uống nước nhớ nguồn, thủy chung son sắt của dân tộc, chúng ta chân thành biết ơn sự hỗ trợ, giúp đỡ quý báu, chí tình, chí nghĩa của Trung Quốc, các nước Liên Xô cũ, các nước xã hội chủ nghĩa, bạn bè quốc tế, các lực lượng tiến bộ, yêu trường hòa bình trên toàn thế giới, đặc biệt là các nước Lào, Campuchia anh em trong liên minh đoàn kết chiến đấu ba nước Đông Dương đối với chiến dịch Điện Biên Phủ nói riêng và sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam nói chung. Thưa các vị khách quý và đồng bào chiến sĩ cả nước, thừa hưởng những thành quả cách mạng tháng 8 năm 1945 và niềm vui độc lập chưa lâu, nhân dân ta lại phải bước vào cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp xâm lược. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, hưởng ứng lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến bất hủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân ta đã đoàn kết một lòng với tinh thần nhất định không chịu mất nước, nhất định không làm nô lệ, nhất thể đứng lên kháng chiến lần lượt đánh bại các chiến lược quân sự của thực dân Pháp. Cuối tháng 9 năm 1953, Bộ Chính trị đã đánh giá tình hình và quyết định thông qua kế hoạch tác chiến Đông Xuân 1953-1954, giữ vững quyền chủ động đánh địch trên các mặt trận, phối hợp chặt chẽ trên phạm vi cả nước và trên toàn Đông Dương với phương châm tích cực, chủ động, cơ động, linh hoạt, dẫn đến sự đảo lộn của kế hoạch Nava, buộc địch phải bị động chống đỡ và ngày càng lún sâu vào thất bại trên khắp các chiến trường. Trước sự tăng cường hoạt động của ta trên hướng Tây Bắc và các chiến trường khác, địch vội cho quân đánh chiếm Điện Biên Phủ với âm mưu biến nơi đây thành một tập đoàn cứ điểm mạnh, một pháo đài khổng lồ không thể công phá. Trên cơ sở phân tích, đánh giá kỹ lưỡng, nhận định đúng và rõ tình hình chiến trường, thế và lực của ta, ngày 6 tháng 12 năm 1953, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bộ Chính trị Trung ương Đảng đã quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ. Bác Hồ kính yêu đã chỉ thị chiến dịch này là một chiến dịch rất quan trọng, không những về quân sự mà kể về chính trị, không những đối với trong nước mà đối với quốc tế. Vì vậy, toàn quân, toàn dân, toàn đảng phải tập trung hoàn thành cho bằng được. Điện Biên Phủ đã trở thành điểm quyết chiến, chiến lược giữa ta và địch. Trong đó, Trung ương Đảng đã quyết tâm tiêu diệt tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ để tạo nên một bước ngoặt mới trong chiến tranh. Để tạo thuận lợi cho trận quyết chiến, chiến lược Điện Biên Phủ, chúng ta đã mở các đợt tấn công chiến lược trên khắp các chiến trường. Những chiến công vang dội của quân và dân ta trên cả ba miền Bắc, Trung, Nam vừa tiêu diệt nhiều sinh lực địch, vừa giải phóng nhiều vùng đất đai rộng lớn,
làm phá sản kế hoạch Nava, buộc địch phải chia cắt, phân tán lực lượng để đối phó. Tiến hành chiến dịch Điện Biên Phủ, quân và dân ta phải đối mặt với vô vàn khó khăn, thử thách. Từ công tác đảm bảo bí mật, hậu cần, quân số, cho đến vũ khí, khí tài, trang thiết bị, kỹ thuật. Trong khi đó, địch binh hùng tướng mạnh với vũ khí, trang bị, thiết bị hiện đại, phát huy cao độ sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc với tinh thần tất cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến thắng. Hàng chục vạn cán bộ, chiến sĩ, dân công hỏa tuyến cùng nhân dân các địa phương đã ngày đêm xẻ núi, bạt rừng, xuyên đèo, lội suối, mở hàng nghìn km đường giao thông cho bộ đội hành quân, vận chuyển vũ khí, lương thực, hậu cần cho chiến dịch. Với thế trận chiến tranh nhân dân rộng khắp, với ý chí cứu nước dâng cao như triều dâng thác đổ, chúng ta đã hội tụ được sức mạnh tổng hợp vô song, sẵn sàng cho chiến dịch. Quán triệt sâu sắc sự chỉ đạo của Trung ương và lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trận này rất quan trọng, phải đánh cho thắng, chắc thắng mới đánh, không chắc thắng không đánh. Đảng ủy Mặt trận trực tiếp là Đại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp, với tư duy quân sự độc đáo, sự mưu lược, quyết đoán của một vị tướng tài ba, đã sáng suốt quyết định thay đổi phương châm tác chiến từ đánh nhanh, giải quyết nhanh sang đánh chắc, tiến chắc ngay trước giờ mở màn chiến dịch. Trải qua 56 ngày đêm quét núi, ngủ hầm, mưa dầm, ướt vắt, máu trộn bùn non, gan không đúng, chí không hoàn, với đôi chân đất, tinh thần thép và ý chí chiến đấu quật cường, bền bỉ, anh hùng của quân và dân ta, chiến dịch Điện Biên Phủ đã giành thắng lợi vang dội. 9 năm làm một Điện Biên, nên vành hoa đỏ, nên thiên sử vàng. Giáng đòn quyết định đánh bại nỗ lực cuối cùng của thực dân Pháp trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam. Đây là đỉnh cao thắng lợi của cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kỳ, dựa vào sức mạnh là chính, là thắng lợi của tinh thần. Không có gì quý hơn độc lập tự do, là sự kết tinh sức mạnh Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh, buộc thực dân Pháp phải ký Hiệp định Geneva ngày 21 tháng 7 năm 1954 về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam, tạo cơ sở tiền đề cho việc giải phóng, xây dựng miền Bắc quá độ lên chủ nghĩa xã hội và nền tảng vững chắc cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Thưa các vị khách quý và đồng bào chiến sĩ cả nước, chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ là một sự kiện trọng đại, không chỉ có ý nghĩa đối với cách mạng Việt Nam mà còn trở thành bản anh hùng ca bất hủ, thôi thúc các phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc, đánh dấu sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân cũ trên toàn thế giới, như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định. Đó là thắng lợi vĩ đại của nhân dân ta, mà cũng là thắng lợi chung của tất cả các dân tộc bị áp bức trên thế giới. Chiến thắng Điện Biên Phủ càng làm sáng ngời chân lý của chủ nghĩa Mác Lênin trong thời đại ngày nay. Chiến tranh xâm lược của bọn đế quốc nhất định thất bại, cách mạng giải phóng của các dân tộc nhất định thành công. Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ là kết tinh của sức mạnh vô địch của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, là chiến thắng của chính nghĩa, của lòng dân, của lương tri và phẩm giá con người. Được dẫn dắt bởi đường lối cách mạng đúng đắn, sáng tạo, bắt nguồn từ sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng và Bác Hồ kính yêu. Từ truyền thống yêu nước nồng nàn và tinh thần đoàn kết đã được hun đúc qua hàng nghìn năm lịch sử, được nhân dân các dân tộc Việt Nam trên khắp mọi miền đất nước phát huy cao độ và tận tâm, tận lực, dốc sức, đồng lòng, đóng góp sức người, sức của
có chiến dịch. Đặc biệt góp phần trực tiếp làm nên chiến thắng là sự cống hiến hy sinh to lớn của quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. Một đội quân từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu. Với trên 4 vạn cán bộ chiến sĩ đã tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ, những tấm gương chiến đấu dũng cảm, hy sinh, anh dũng trên chiến trường là minh chứng sinh động cho chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam và lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và với nhân dân. Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý giá, mang tính lý luận và thực hiện sâu sắc, tạo tiền đề cho những chiến công thắng lợi tiếp theo của nhân dân ta trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc theo con đường độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội mà Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu và Đảng ta, nhân dân ta đã lựa chọn. Đến nay 70 năm đã trôi qua, nhưng những bài học kinh nghiệm đó vẫn nguyện vẹn nguyên giá trị cho các thế hệ hôm nay và mai sau. Một là xác định đường lối kháng chiến đúng đắn, tiến hành chiến tranh nhân dân, toàn diện, vừa kháng chiến, vừa kiến quốc, tạo nên sức mạnh tổng hợp, chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược. Hai là phát huy tinh thần yêu nước và ý chí quyết chiến, quyết thắng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Ba là phát huy tinh thần độc lập tự chủ, tự lực tự cường, chủ động linh hoạt sáng tạo, xác định đúng đường lối chiến tranh cách mạng và nghệ thuật quân sự, nghệ thuật chiến tranh nhân dân của Việt Nam. Bốn là xây dựng và củng cố sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nòng cốt là liên minh công nhân, nông dân, trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh. Năm là kết hợp chặt chẽ, hài hòa, hiệu quả giữa sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại, sức mạnh trong nước với sự ủng hộ, giúp đỡ của bạn bè quốc tế. Thưa các quý vị khách quý và đồng bào chiến sĩ cả nước, phát huy tinh thần chiến thắng Điện Biên Phủ, dân tộc ta đã giành được nhiều thắng lợi to lớn, viết tiếp bản anh hùng ca thời đại Hồ Chí Minh, lập nên những chiến công hiển hách như chiến thắng Điện Biên Phủ trên không năm 1972 và đỉnh cao là đại thắng mùa xuân năm 1975 với chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Sau khi đất nước thống nhất, chúng ta vừa tập trung khôi phục kinh tế xã hội, vừa chiến đấu bảo vệ biên cương của Tổ quốc, vừa làm tròn nghĩa vụ quốc tế cao cả giúp nhân dân Campuchia lật đổ và thoát khỏi chế độ diệt chủng. Sau gần 40 năm tiến hành công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế dưới sự lãnh đạo của Đảng, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Như đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu, với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể nói rằng đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Từ một nước nghèo nàn lạc hậu, chịu nhiều đau thương mất mát nhất sau chiến tranh thế giới lần thứ hai, Việt Nam đã trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình. GDP đầu người tăng 58 lần so với thời kỳ đầu đổi mới, đạt 4.300 USD năm 2023. Thuộc nhóm 40 nền kinh tế lớn nhất thế giới và nhóm 20 quốc gia có quy mô thương mại lớn nhất toàn cầu, Việt Nam được Liên Hợp Quốc công nhận là một trong những nước đi đầu trong thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ và đang nỗ lực cho các mục tiêu phát triển bền vững. Từ một nước bị bao vây cấm vận, đến nay Việt Nam có quan hệ ngoại giao với 193 nước, mở rộng quan hệ kinh tế thương mại với 230 quốc gia vùng lãnh thổ và là hình mẫu của hàn gắn và khôi phục vết thương sau chiến tranh. Tình hình chính trị xã hội ổn định, quốc phòng an ninh được củng cố, tăng cường, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, độc lập, chủ quyền quốc gia được giữ vững, đối ngoại và hội nhập quốc tế được đẩy mạnh, gìn giữ được môi trường hòa bình, ổn định
và thuận lợi cho hợp tác và phát triển. Thưa các quý vị khách quý và đồng bào chiến sĩ cả nước, thời gian tới tình hình thế giới khu vực dự báo tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp và khó lường. Hòa bình, hợp tác phát triển vẫn là xu thế lớn, song đang đứng trước nhiều khó khăn thách thức, xu hướng phân tách, phân mảnh và cạnh tranh chiến lược ngày càng gay gắt, xung đột vũ trang căng thẳng ở một số khu vực trên thế giới. Sau đại dịch Covid-19, kinh tế thế giới phục hồi chậm, các yếu tố rủi ro gia tăng. Trong khi đó, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư phát triển mạnh mẽ, tạo ra cả cơ hội và thách thức đối với toàn thế giới. Những yếu tố an ninh truyền thống và phi truyền thống như cạn kiệt tài nguyên, già hóa dân số, biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh, v.v. ngày càng phức tạp, khó dự báo, đe dọa nghiêm trọng đến sự phát triển ổn định, bền vững của các quốc gia, trong đó có Việt Nam chúng ta. Trước tình hình đó, chúng ta tuyệt đối không được chủ quan, thỏa mãn, say sưa với những thành tựu, kết quả đã đạt được, nhưng cũng không bi quan, hoang mang, dao động trước những khó khăn, thách thức. Ngược lại, càng áp lực, càng phải nỗ lực, quyết tâm cao hơn, khơi dậy, thúc đẩy mạnh mẽ tinh thần quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa. Càng phấn khởi tự hào về truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc, của các thế hệ đi trước, càng củng cố niềm tin và thấy rõ trách nhiệm với đất nước trong hiện tại và tương lai. Vượt qua khó khăn thách thức, quyết tâm phấn đấu cao nhất để tiếp tục lập nên những kỳ tích Điện Biên Phủ mới trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Thưa các vị khách quý và đồng bào chiến sĩ cả nước, tự hào về Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, về dân tộc Việt Nam anh hùng, nghìn năm văn hiến, phát huy tinh thần chiến thắng Điện Biên Phủ, thời gian tới chúng ta nguyện tiếp bước dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức đồng lòng củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tập trung xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân, và xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, thực hiện thật tốt chủ trương phát triển kinh tế xã hội là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, công tác cán bộ là then chốt của then chốt. Phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần, sức mạnh nội sinh, đảm bảo quốc phòng, an ninh là trọng yếu thường xuyên. Để hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa ngày càng giàu đẹp, dân chủ, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, trong đó tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ giải pháp trọng tâm sau đây. Một là xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ gắn với chủ động tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, toàn diện, thực chất và hiệu quả. Tiếp tục ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng gắn với giữ vững ổn định nền tảng kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế, tạo chuyển biến rõ nét trong thực hiện các đột phá chiến lược về thể chế, nguồn nhân lực và kết cấu hạ tầng, thúc đẩy mạnh mẽ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức, kinh tế chia sẻ, liên kết vùng, đô thị hóa, v.v. Hai, phát triển văn hóa xã hội đồng bộ, hài hòa, ngang tầm với phát triển kinh tế chính trị, với quan điểm xuyên suốt là lấy con người làm trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, là động lực và là nguồn lực quan trọng nhất cho sự phát triển nhanh, bền vững. Không hy sinh tiến bộ, công bằng xã hội, an sinh xã hội và môi trường để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần. Thực hiện tốt chính sách người có công với cách mạng, phát huy mạnh mẽ truyền thống uống nước nhớ nguồn, tinh thần yêu nước, ý thức trách nhiệm và khát vọng cống hiến vươn lên, nhất là đối với thế hệ trẻ. Không ngừng nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân, không để ai bị bỏ lại phía sau.
tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, làm tốt công tác dân tộc, tôn giáo, ưu tiên bố trí nguồn lực cho vùng đầu, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo. Trong đó có tỉnh Điện Biên, vùng Tây Bắc, Phên Dậu, thân yêu của Tổ quốc. 3. Củng cố tăng cường quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Thực hiện chính sách quốc phòng 4.0, không tham gia liên minh quân sự, không liên kết với nước này để chống nước kia, không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ để chống lại nước khác, không sử dụng vũ khí hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế. Tập trung xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận lòng dân vững chắc. Xây dựng quân đội nhân dân, công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, trong đó một số quân binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại, kết hợp chặt chẽ hài hòa giữa bảo đảm quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. 4. Thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại, độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa các quan hệ đối ngoại, là bạn tốt, là đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế. Xây dựng nền ngoại giao toàn diện hiện đại với 3 trụ cột là đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân, mang đậm bản sắc cây tre Việt Nam, gốc vững, thân chắc, cành huyền chuyển, góp phần giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển đất nước và nâng cao vị thế, uy tín Việt Nam trên trường quốc tế. 5. Tiếp tục xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động và năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên. Kiên quyết kiên trì ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, loan tỏa gương người tốt, việc tốt, tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Làm tốt công tác thông tin truyền thông, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo đồng thuận xã hội để phát triển nhanh, bền vững. Thưa các quý vị khách quý và đồng bào chiến sĩ cả nước, kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ diễn ra vào thời điểm toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta đang nỗ lực hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của Đại hội lần thứ 13 của Đảng, đồng thời tích cực chuẩn bị tổ chức tốt Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng ta. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tôi xin kêu gọi đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài cùng chung sức, đồng lòng, đồng tâm, hiệp lực, tận dụng mọi thời cơ vận hội mới, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm phấn đấu đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, nước ta trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Chúng ta tin tưởng và tự hào rằng những trang sử hào hùng, vẻ vang của dân tộc ta với tinh thần Điện Biên Phủ bất diệt. Những khó khăn được tháo gỡ, những thách thức sẽ vượt qua để viết tiếp những bản hùng ca chiến thắng với tất cả sự quyết tâm, sự kiên trì, bền bỉ, nhiệt huyết, tinh thần tự hào dân tộc, tình yêu quê hương, đất nước của các thế hệ hôm nay và mai sau, như lời dạy của Bác Hồ kính yêu: không có việc gì khó,
chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên. Tự hào về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, dân tộc Việt Nam anh hùng, tiếp tục chặng đường vinh quang dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, toàn thể chúng ta với tất cả trách nhiệm, lý trí, nghị lực, hãy sống, làm việc, cống hiến hết sức mình. Hãy nỗ lực vươn lên bằng trí tuệ, niềm tin, lòng yêu nước nồng nàn trong từng nhịp đập của mỗi trái tim. Hãy góp sức nỗ lực nhiều hơn nữa cho Tổ quốc, cho xã hội, cho cộng đồng và cho gia đình và bản thân mình. Hãy cùng nhau kề vai sát cánh, quyết tâm xây dựng đất nước Việt Nam thân yêu ngày càng hùng cường, thịnh vượng, nhân dân có cuộc sống ngày càng ấm no và hạnh phúc. Tinh thần chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ muôn năm, vinh quang đời đời thuộc về các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta. Tôi xin trân trọng cảm ơn. Cảm ơn đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tiếp theo chương trình, chúng tôi xin trân trọng kính mời đồng chí Phạm Đức Cư, đại diện chiến sĩ Điện Biên và các lực lượng tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ lên phát biểu ý kiến. Trân trọng kính mời đồng chí. Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, kính thưa các vị đại biểu, khách quý và toàn thể nhân dân. Tôi là Phạm Đức Cư, 94 tuổi, nhập ngũ tháng 10 năm 1949, nguyên là trợ lý tham mưu tiểu đoàn 394, trung đoàn 367, pháo cao xạ. Hiện đang sinh sống tại tổ dân phố 7, phường Nam Thanh, thành phố Điện Biên Phủ. Rất vinh dự được thay mặt cho các chiến sĩ Điện Biên phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên trong thế này. Là một người chiến sĩ năm xưa tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ, được tận mắt chứng kiến những thời khắc lịch sử oanh liệt đầy cam go thử thách của dân tộc trên Điện Biên Phủ, tôi vô cùng xúc động tưởng nhớ tới các đồng chí đồng bào đã hy sinh
nên chiến thắng lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Cách đây vừa tròn 70 năm, trận quyết chiến chiến lược lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954, tiểu đoàn chúng tôi và tiểu đoàn 383, trung đoàn 367 pháo cao xạ vinh dự được Đảng Nhà nước giao nhiệm vụ vào chiến đấu ở tại Điện Biên Phủ, dựng lưới lửa phòng không trên vùng trời Điện Biên để chiến đấu với không quân của địch và bảo vệ đội hình của các đơn vị bộ binh của ta. Với tinh thần quyết chiến quyết thắng, pháo phòng không 56 ngày đêm trong mưa bom bão đạn anh dũng chiến đấu cùng các đơn vị bạn đã đánh thắng không lực của thực dân Pháp và can thiệp Mỹ, cắt đứt đường tiếp tế hàng không của địch trên vùng trời Điện Biên, bắn rơi 62 máy bay các loại, trong đó có pháo đài bay B-24, có phần quan trọng vào chiến thắng chung của quân và dân ta trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Chiến dịch thắng lợi, đơn vị chúng tôi vinh dự được Đảng Nhà nước tuyên dương anh hùng vũ trang nhân dân. Kính thưa quý vị đại biểu, khách quý và toàn thể nhân dân, chiến tranh nay đã lùi xa, những chiến sĩ Điện Biên năm xưa được chứng kiến sự đổi thay phát triển của đất nước nói chung, tỉnh Điện Biên nói riêng, chúng tôi phấn khởi và tự hào đã đóng góp một phần công sức của mình để làm nên Điện Biên anh hùng và tươi đẹp như ngày nay. Chúng tôi luôn luôn tâm niệm mình là chiến sĩ Điện Biên, là cựu chiến binh, luôn luôn phát huy phẩm chất truyền thống tốt đẹp của bộ đội Cụ Hồ, gương mẫu trong lối sống, chấp hành và thực hiện đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở các cơ sở trong sạch vững mạnh, tuyên truyền giáo dục lý tưởng cách mạng, khơi dậy và phát huy truyền thống lịch sử anh hùng của dân tộc cho thế hệ trẻ. Chúng tôi tin tưởng rằng và mong rằng thế hệ trẻ hôm nay luôn luôn ghi nhớ, tự hào và phát huy truyền thống vẻ vang của dân tộc và tinh thần chiến thắng Điện Biên Phủ. Lập nên những kỳ tích mới và trong sạch, kỳ tích mới, xây dựng công nghiệp dự và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu, khách quý và toàn thể nhân dân, chúc mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn. Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Phạm Đức Cư. Tiếp theo chương trình, xin trân trọng kính mời đồng chí Vũ Quỳnh Anh, đại diện cho thế hệ trẻ Việt Nam, lên phát biểu ý kiến. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Kính thưa các quý vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể nhân dân. Hôm nay,
cháu rất vinh dự và xúc động được đại diện cho tuổi trẻ cả nước phát biểu tại lễ kỷ niệm trọng thể này. Cháu may mắn được sinh ra trên mảnh đất Điện Biên anh hùng, có ông bà là những người trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. Trong hình dung của cháu, từ những câu chuyện, thước phim và lời kể của ông bà, Điện Biên Phủ là vùng đất huyền thoại, nơi chứng kiến tinh thần cuột cường, anh dũng của quân và dân ta. Với 56 ngày đêm quét núi ngủ hầm, mưa dầm cơm vắt, máu trộn bùn non, gan không núng, trí không mòn. Điện Biên Phủ là nơi các chàng trai cô gái tuổi đôi mươi mang trong mình một tình yêu tổ quốc, sẵn sàng chiến đấu và hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Với bao tấm gương như anh Bế Văn Đàn, anh Tô Vĩnh Diện, anh Phan Đình Giót, anh Trần Can. Thời gian trôi đi, chiến trường ác liệt năm xưa giờ đã thay ra đổi thịt từng ngày. Nhiều chiến sĩ Điện Biên như ông bà cháu đã ở lại mảnh đất này, xây dựng hạnh phúc và xây đắp quê hương. Trang sử hào hùng về Điện Biên Phủ năm xưa đã cho cháu niềm tin yêu, niềm tự hào về mảnh đất mình sinh ra, lớn lên, về trách nhiệm mà cháu luôn khắc ghi trên con đường học tập, lập thân, lập nghiệp. Đó cũng là những hành trang vô cùng quý giá giúp cháu có thêm động lực khi trở thành một cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Kính thưa các bác, các quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã từng nói cần phải phát huy tinh thần của chiến thắng Điện Biên Phủ năm xưa vào công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay. Thế hệ trẻ chúng cháu ý thức sâu sắc rằng mỗi thành quả mà chúng cháu được thụ hưởng ngày nay được đánh đổi bằng máu xương của các bậc tiền bối cách mạng và hàng triệu người con Việt Nam. Máu của anh chị, của chúng ta không uổng, sẽ xanh tươi đồng ruộng Việt Nam, Mường Thanh hồng cúm him lam, hoa mơ lại trắng, vườn cam lại vàng. Đời đời nhớ ơn công lao của các thế hệ cha anh đi trước, phát huy tinh thần chiến thắng Điện Biên Phủ, thế hệ trẻ chúng cháu nguyện tuyệt đối trung thành với Đảng, kiên định con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn. Trân trọng lịch sử, yêu chuộng hòa bình, dưỡng tâm trong, rèn chí sáng, xây hoài bão lớn, phấn đấu trở thành người công dân có ích, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Phát huy tinh thần chiến thắng Điện Biên Phủ, thế hệ trẻ chúng cháu sẽ không ngừng học tập, lao động, sáng tạo, làm chủ khoa học công nghệ, nỗ lực trong khởi nghiệp, lập nghiệp, đem sức mạnh, bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam vào công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Phát huy tinh thần chiến thắng Điện Biên Phủ, thế hệ trẻ chúng cháu nguyện không quản ngại khó khăn, gian khổ, sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì Tổ quốc cần, chung sức cùng cộng đồng, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, tham gia giữ gìn an ninh trật tự vì cuộc sống bình yên của nhân dân. Thế hệ trẻ chúng cháu rất vinh dự và nguyện dốc sức mang khát vọng thanh xuân của mình hòa cùng với khát vọng chung của cả dân tộc, góp phần xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc. Cuối cùng, cháu kính chúc các bác lãnh đạo, các vị đại biểu, các vị khách quý và toàn thể nhân dân luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Cháu xin trân trọng cảm ơn. Xin trân trọng cảm ơn đồng chí. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, kính thưa các đồng chí đại biểu, khách quý, thưa đồng bào chiến sĩ cả nước. 70 năm sau ngày chiến thắng Điện Biên Phủ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Điện Biên đã nỗ lực xây dựng và phát triển quê hương. Để ghi nhận những thành tích đặc biệt xuất sắc này, lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã có quyết định trao thưởng huân chương độc lập hạng nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Điện Biên. Sau đây, tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Phạm Huy Giang, trưởng ban thi đua khen thưởng Trung ương lên điều hành phần nghi thức khen thưởng. Xin kính mời đồng chí.
Kính thưa đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Kính thưa các vị đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể các đồng chí. Ghi nhận những đóng góp to lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, Đảng, Nhà nước đã quyết định tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên. Sau đây là nghi lễ trao tặng Huân chương Độc lập hạng nhất, phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước dành cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên. Kính mời đội nghi lễ vào vị trí danh dự. Trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo, đại diện Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên lên vị trí danh dự để nghe công bố quyết định và đón nhận Huân chương Độc lập hạng nhất. Kính mời đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên, đồng chí Mùa A Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Điện Biên, đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên, đồng chí Lò Văn Phương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Điện Biên, đồng chí Lò Văn Mừng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên. Thay mặt Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương, tôi xin công bố quyết định của Chủ tịch nước. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập, tự do, hạnh phúc. Chủ tịch nước, quyết định số 370. Hà Nội ngày 25 tháng 4 năm 2024 quyết định về việc tặng thưởng Huân chương Độc lập. Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam căn cứ điều 88 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, căn cứ luật thi đua khen thưởng, xét đề nghị của Thủ tướng Chính phủ tại tờ trình số 247 ngày 22 tháng 4 năm 2024 quyết định. Điều 1. Tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Thủ tướng Chính phủ, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và tập thể có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyền Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Võ Thị Ánh Xuân đề nghị nhiệt liệt chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên. Ban tổ chức trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Độc lập hạng nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên. Trân trọng cảm ơn Thủ tướng Chính phủ. Kính
mời đội nghi lễ trở về vị trí. Kính mời các đồng chí lãnh đạo tỉnh Điện Biên trở về vị trí. Nghi thức trao tặng huân chương độc hạng nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên đã hoàn tất. Trân trọng cảm ơn. Sau đây là chương trình diễu binh diễu hành kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Trân trọng kính mời đồng chí Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam điều hành cuộc diễu binh diễu hành. Trân trọng kính mời đồng chí. Toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ, chiến thắng của chủ nghĩa yêu nước, ý chí bất khuất kiên cường của dân tộc Việt Nam có ý nghĩa lịch sử to lớn, mang tầm thời đại sâu sắc. Đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định, Điện Biên Phủ như là một cái mốc chói lọi bằng vàng của lịch sử để đất nước nở hoa độc lập, phồn vinh, hạnh phúc. Trong không khí tưng bừng của ngày chiến thắng, non sông tụ hội về đây kỷ niệm 100 sự hào hùng của dân tộc, đội hình diễu binh diễu hành trong lễ kỷ niệm trọng thể hôm nay tái hiện khí thế hào hùng của chiến thắng Điện Biên Phủ, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu, thể hiện khí phách sức mạnh vô địch của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, truyền thống yêu nước, ý chí tự lực tự cường, sự lớn mạnh và trưởng thành của lực lượng vũ trang cách mạng, cổ vũ động viên toàn đảng toàn dân và toàn quân phát huy truyền thống dân tộc anh hùng, tinh thần quyết chiến quyết thắng, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc.
trường và đội hình diễu binh diễu hành đang tiến vào lễ đài. Đi đầu là quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quốc huy được đặt trên biểu tượng rồng thiêng vươn mình bay lên, thể hiện ý chí khát vọng của dân tộc Việt Nam. 54 trai tài gái giỏi hộ tống tượng trưng cho khối đại đoàn kết vững bền của 54 dân tộc anh em. Sức mạnh vô địch được hun đúc qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước, kết tinh thành sức mạnh thần kỳ của quân và dân ta, đã làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ. Phát huy tinh thần đó, cộng đồng các dân tộc Việt Nam đang chung sức, đồng lòng, vững bước tiến lên trên con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn. Nhiệt liệt chào mừng khối cờ Đảng, cờ Tổ quốc đang tiến vào lễ đài. Những lá cờ tung bay trước gió tượng trưng cho lý tưởng, niềm tin chiến thắng, bản lĩnh, trí tuệ lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc được khơi nguồn, bồi đắp từ lịch sử, bùng cháy cho hôm nay và tỏa sáng đến mai sau. Đó là cội nguồn, là sức mạnh để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Nhiệt liệt chào đón chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh đang tiến vào lễ đài. Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, người cha kính yêu của lực lượng vũ trang nhân dân, người đã mở đường, chỉ lối và trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, trong đó có chiến thắng Điện Biên Phủ. Bác đã đi xa, nhưng thân thế, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách của người mãi mãi tỏa sáng, soi đường cho dân tộc Việt Nam vững bước tiến lên những tầm cao mới, sánh vai với các cường quốc Nam Châu. Đang tiến vào lễ đài là xe mô hình chiến thắng Điện Biên Phủ. Chiến thắng Điện Biên Phủ mãi mãi là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, là một trong những trang sử băng vàng, là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam. Chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu, đã thổi bùng ngọn lửa đấu tranh giải phóng dân tộc, mở đầu cho sự tan rã không thể cứu vãn của chủ nghĩa thực dân trên phạm vi toàn thế giới. Hào khí Điện Biên Phủ luôn đồng hành cùng dân tộc ta trên con đường đi tới tương lai. Nhiệt liệt chào mừng khối quân kỳ do đồng chí Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam chỉ huy, dẫn đầu các khối đại diện cho lực lượng Quân đội Nhân dân và dân quân tự vệ đang tiến vào lễ đài. Trên quân kỳ quyết chiến quyết thắng tung bay, lấp lánh tấm huân chương cao quý mà Đảng, Nhà nước trao tặng, xứng đáng với truyền thống quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng, xứng đáng là quân đội anh hùng của dân tộc anh hùng. Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng, Quân đội Nhân dân Việt Nam không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, những âm thanh hào hùng của các chiến sĩ quân nhạc như tiếng kèn sung trận tiếp thêm sức mạnh, thôi thúc bộ đội ta xung phong chiến đấu, chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược. Ngày nay, những âm thanh hùng tráng đó đang cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta chung sức đồng lòng, quyết tâm thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đang tiến vào lễ đài là khối chiến sĩ Điện Biên, chiến sĩ anh hùng đầu hung lửa sắt, 56 ngày đêm quét núi ngủ hầm, mưa dầm ơn vắt, máu trổ bùn non, gắng không núng, chí không mòn. Với các đại đoàn 308 quân tiên phong, đại đoàn 312 chiến thắng, đại đoàn 316 công lao, đại đoàn 304 vinh quang, đại đoàn công pháo 351
và trung đoàn pháo cao xạ 367 góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ, nòng cốt để xây dựng các quân đoàn chủ lực, lực lượng pháo binh, công binh, phòng không của quân tử tạo. Cuốn Sĩ quan lục quân đại diện cho binh chủng hợp thành quân đội nhân dân Việt Nam đang tiến vào lễ đài. Trong suốt chặng đường đấu tranh cách mạng, lực lượng lục quân quân đội nhân dân Việt Nam luôn phát huy cao độ truyền thống yêu nước, tinh thần quyết chiến, quyết thắng, chiến đấu anh dũng, lập nên những chiến công hiển hách từ khai thác Nà Ngần đến Điện Biên Phủ, từ núi thành Cây Me đến chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, góp phần quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới. Đại sĩ quan Hải quân Nhân dân Việt Nam đang tiến vào lễ đài. Trải qua gần 70 năm xây dựng trưởng thành, Hải quân Nhân dân Việt Nam được tôi luyện phát triển ngày càng lớn mạnh, chiến đấu chiến thắng vẻ vang, lập nhiều chiến công xuất sắc, đặc biệt xuất sắc, làm nòng cốt quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thêm lục địa, xây đắp nên truyền thống chiến đấu anh dũng, mưu trí sáng tạo, làm chủ vùng biển, quyết chiến, quyết thắng, được Đảng, Nhà nước tuyên dương danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Cuốn Sĩ quan phòng không không quân đang tiến vào lễ đài. Phát huy truyền thống trung thành vô hạn, anh dũng kiên cường, mưu trí sáng tạo, tiến công kiên quyết, đoàn kết hiệp đồng, lập công tập thể. Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, bộ đội phòng không đã bắn rơi 62 máy bay khác. Tháng 12 năm 1972, bộ đội phòng không công quân cùng quân và dân miền Bắc bắn rơi 81 máy bay Mỹ, trong đó có 34 chiếc B-52, góp phần làm nên chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không, tiêu biểu cho khí phách anh hùng và tầm cao trí tuệ Việt Nam, xứng đáng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Đang tiến vào lễ đài là khối sĩ quan biên phòng. Trong suốt 65 năm qua, bộ đội biên phòng luôn tận trung với Đảng, tận hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác phát triển với các nước láng giềng, ra sức học tập rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, xứng đáng là đơn vị hai lần được phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Cuối sĩ quan cảnh sát biển Việt Nam đang tiến vào lễ đài. Cảnh sát biển Việt Nam, lực lượng chuyên trách nòng cốt thực thi pháp luật, bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn, quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của Việt Nam trên biển, đấu tranh với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật, góp phần phát triển bền vững kinh tế biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, lập nên truyền thống kiên quyết dũng cảm, khắc phục khó khăn, đoàn kết hiệp đồng, giữ nghiêm pháp luật, được Đảng, Nhà nước tuyên dương danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Nhiệt liệt chào mừng khối nữ sĩ quan quân y đang tiến vào lễ đài. Cùng với đội ngũ thầy thuốc quân y, các nữ sĩ quan quân y luôn có mặt ở những nơi khó khăn, gian khổ, ác liệt nhất, vừa chiến đấu, phục vụ chiến đấu, cấp cứu, điều trị thương bệnh binh, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe bộ đội và nhân dân, góp phần vào thắng lợi của chiến dịch Điện Biên Phủ và đại thắng mùa xuân năm 1975. Ngày nay, đội ngũ bác sĩ quân y luôn tích cực học tập, nghiên cứu khoa học, phấn đấu rèn luyện theo phương châm sáng về y đức, sâu về y lý, giỏi về y thuật, xứng đáng với lời Bác Hồ dạy, nương y như tử mẫu. Cuối lực lượng tác chiến không gian mạng đang tiến vào lễ đài. Ra đời trong thời kỳ khoa học công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ, lực lượng tác chiến không gian mạng quân đội nhân dân Việt Nam không ngừng phát triển lớn mạnh, phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng của các ban, bộ, ngành và địa phương, đấu tranh với các thủ đoạn của các thế lực thù địch, bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng, bảo đảm an toàn tuyệt đối hệ thống thông tin quân sự quốc phòng, hệ thống thông tin trọng điểm quốc gia, góp phần bảo vệ tổ quốc từ sớm từ xa. Đang tiến vào lễ đài là khối nữ lực lượng gìn giữ hòa bình của quân đội nhân dân Việt Nam. Hành trình 10 năm xây dựng trưởng thành, các lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam luôn quán triệt sâu sắc đường lối đối ngoại của Đảng, nêu cao tinh thần độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, khẳng định Việt Nam là bạn,
là đối tác tin cậy, thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, để lại nhiều ấn tượng, tình cảm tốt đẹp về đất nước, con người Việt Nam tới bè bạn Nam Châu, đồng nghiệp quốc tế và người dân địa phương. Cuối chiến sĩ lục quân, lực lượng nòng cốt của quân đội nhân dân Việt Nam đang tiến vào lễ đài. Ra đời trong phong trào cách mạng sục sôi, lực lượng lục quân không ngừng lớn mạnh, trưởng thành vượt bậc, mưu trí, sáng tạo, chịu đựng gian khổ hy sinh, nòng cốt trong các trận đánh then chốt quyết định, góp phần to lớn trong các chiến dịch quan trọng, lập nên nhiều chiến công hiển hách trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới. Đang tiến vào lễ đài là khối chiến sĩ đặc công với truyền thống đặc biệt tinh nhuệ, anh dũng tuyệt vời, mưu trí táo bạo, anh hiểm thắng lớn. Bộ đội đặc công đã làm cho quân phù kinh hồn bàn vía, đóng góp xứng đáng vào thắng lợi trong các cuộc đấu tranh thống nhất đất nước. Ngày nay, bộ đội đặc công ra sức rèn luyện, nâng cao trình độ kỹ chiến thuật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới, xứng đáng với truyền thống đơn vị hai lần được phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Đang tiến vào là khối chiến sĩ đặc nhiệm quân đội nhân dân Việt Nam. Đây là lực lượng được tuyển chọn đặc biệt, huấn luyện rèn luyện đặc biệt để thực hiện những nhiệm vụ đặc biệt. Phát huy những chiến công vẻ vang của tình báo quốc phòng Việt Nam, chiến sĩ đặc nhiệm luôn mài sắc ý chí, ngày đêm luyện rèn, tinh thông nghiệp vụ, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là lực lượng đặc biệt tin cậy, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân. Nhiệt liệt chào mừng khối nữ dân quân các dân tộc Tây Bắc, nêu cao tinh thần yêu nước, phát huy truyền thống đoàn kết, tự lực, tự cường. Nữ dân quân các dân tộc Tây Bắc không quản ngại gian khổ, hy sinh, tích cực tham gia kháng chiến, chăm sóc bộ đội, thương binh, vận chuyển lương thực, thực phẩm, vũ khí, làm đường giao thông, cùng với phụ nữ cả nước đóng góp hơn 2 triệu ngày công trong chiến dịch Điện Biên Phủ, góp phần làm nên kỳ tích sự trời đất Điện Biên toàn thắng, kết thúc cuộc kháng chiến 9 năm trường kỳ gian khổ. Khối nữ du kích Việt Nam đang tiến vào lễ đài. Những cô ba dũng sĩ với những khăn rằn và nón tay bèo, bám sớm, bám ấp, địch giặc mọi lúc, mọi nơi, cùng với quân và dân cả nước, làm nên một Điện Biên chấn động địa cầu. Nữ du kích Việt Nam với truyền thống ái quốc sắt đá, sục sôi ý chí, giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh, có vai trò quan trọng trong 3 buổi giáp công quân sự, chính trị và binh lĩnh vực, góp phần làm nên đại thắng mùa xuân năm 1975, thống nhất đất nước, hỏa công ước của Bác Hồ kính yêu, Bắc Nam sum họp, quân nào vui hơn. Nhiệt liệt chào mừng các khối công an nhân dân Việt Nam đã tiến vào lễ đài. Dẫn đầu là xe chỉ huy của đồng chí Thiếu tướng Lê Văn Hà, Phó Tư lệnh Cảnh sát cơ động. Tiếp theo là tổ cờ truyền thống của lực lượng công an nhân dân, được Đảng và Bác Hồ chăm lo giáo dục rèn luyện, được nhân dân tin yêu giúp đỡ. Lực lượng công an nhân dân mưu trí sáng tạo, đập tan mọi âm mưu hoạt động của các thế lực thù địch phản động, bảo vệ tuyệt đối an toàn Trung ương Đảng và các cơ quan đầu não của ta, đóng góp quan trọng vào thắng lợi của chiến dịch Điện Biên Phủ. Trải qua 79 năm xây dựng, chiến đấu trưởng thành, lực lượng công an nhân dân ngày càng lớn mạnh, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, xứng đáng là thanh bảo kiếm sắc bén bảo vệ nhân dân, bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa. Nhiệt liệt chào mừng với nam sĩ quan an ninh nhân dân. Ngay sau cách mạng tháng 8 và trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, lực lượng an ninh nhân dân nêu cao tinh thần cảnh giác, gắn bó mật thiết với nhân dân, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động tình báo gián điệp, bảo vệ an toàn chính quyền cách mạng non trẻ. Ngày nay, lực lượng an ninh nhân dân không quản ngại khó khăn gian khổ, chiến đấu anh dũng, hy sinh thầm lặng, lập nhiều chiến công đặc biệt xuất sắc, được Đảng, Nhà nước tặng thưởng 4 huân chương sao vàng, huân chương Hồ Chí Minh.
khối nam sĩ quan cảnh sát nhân dân tang tiến vào lễ đài, là lực lượng trực tiếp chiến đấu trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Các thế hệ cán bộ chiến sĩ cảnh sát nhân dân chiến đấu dũng cảm, lập nhiều chiến công đặc biệt xuất sắc, viết nên truyền thống cảnh sát Việt Nam mưu trí dũng cảm, vì nước quên thân, vì dân phục vụ, vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao Vàng, Huân chương Hồ Chí Minh. Nhiều tập thể cá nhân được phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Đang tiến vào lễ đài là khối nữ sĩ quan cảnh sát giao thông. Từ những ngày đầu cách mạng tháng 8 và trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, các đội công an chỉ đường, kiểm tra xe tải, tuần tra kiểm soát trên sông là tiền thân của lực lượng cảnh sát giao thông, đảm bảo đảm an toàn trong vận chuyển hàng hóa, lương thực, vũ khí, đạn dược, bảo vệ đồng bào đi sơ tán, các cuộc hành quân, góp phần vào chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Khối nam sĩ quan cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đang tiến vào lễ đài. Trải qua gần 63 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, các thế hệ cán bộ chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ luôn khắc phục khó khăn, gian khổ, chiến đấu, hy sinh, lập nhiều chiến công xuất sắc trên trận tuyến chiến đấu đầy cam go với giặc lửa, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân, vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập, Huân chương Quân công. Đang tiến vào lễ đài là khối nam sĩ quan cảnh sát cơ động, ra đời trong thời kỳ cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đang ở giai đoạn quyết liệt. Cảnh sát cơ động là lực lượng vũ trang chiến đấu tập trung, có tính cơ động rất cao, luôn có mặt ở các điểm nóng phức tạp về an ninh trật tự, phối hợp với các lực lượng kịp thời giải quyết các tình huống đột xuất phức tạp, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, hội nghị, sự kiện quan trọng, xứng đáng là quả đấm thép của lực lượng công an nhân dân. Đang tiến vào lễ đài là khối nữ chiến sĩ cảnh sát đặc nhiệm, phát huy truyền thống vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Nữ chiến sĩ cảnh sát đặc nhiệm luôn vượt mọi khó khăn, gian khổ, huấn luyện giỏi, nghiệp vụ tốt, kỷ luật nghiêm, trình độ tác chiến và khả năng sẵn sàng chiến đấu cao, hy sinh vì nền an ninh trật tự của Tổ quốc, đã tham gia nhiều chuyên án đấu tranh trấn áp tội phạm, luôn nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng danh là những bông hồng thép kiên cường, mạnh mẽ nhất trong rừng hoa của lực lượng công an nhân dân. Khối nam chiến sĩ cảnh sát đặc nhiệm đang tiến vào lễ đài là lực lượng đặc biệt tinh nhuệ, sẵn sàng chiến đấu cao, cơ động nhanh để đấu tranh ngăn chặn, trấn áp kịp thời các loại tội phạm, khủng bố, khôn tặc, bắt cóc con tin, truy bắt các đối tượng phạm tội đặc biệt nguy hiểm. Cảnh sát đặc nhiệm luôn nêu cao tinh thần dũng cảm, kiên quyết tấn công, trấn áp tội phạm, lập nhiều thành tích, chiến công xuất sắc trên mặt trận đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Ngày nay, lực lượng cảnh sát đặc nhiệm được xây dựng tinh gọn mạnh, đủ sức hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Đang tiến vào lễ đài là khối cảnh sát cơ động kỵ binh. Mặc dù mới được thành lập, song cảnh sát cơ động kỵ binh đã chủ động khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, mau chóng trưởng thành, tham gia và hoàn thành tốt nhiệm vụ tuần tra, diễu hành tại các thành phố, điểm du lịch, sự kiện quan trọng của đất nước, sự kiện mang tầm quốc tế, đã mang đến cảm giác thân thiện, thanh bình, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp về đất nước, con người Việt Nam và lực lượng công an nhân dân trong nhân dân và bạn bè quốc tế.
chào mừng khối Hồng Kỳ đang tiến vào lễ đài. Đây là biểu tượng sức mạnh của đất nước Việt Nam, phát huy hào khí anh hùng chiến thắng Điện Biên Phủ và truyền thống lịch sử văn hóa hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước, với khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc. Toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta quyết tâm xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, đúng như di nguyện của Bác Hồ kính yêu, xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn. Nhiệt liệt chào mừng khối cựu chiến binh Việt Nam đồng hành cùng dân tộc trên cuộc trường chiến đấu tranh cách mạng. Cựu chiến binh Việt Nam đã có những năm tháng chiến đấu ác liệt, lập nên những chiến công hiển hách, góp phần vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, cựu chiến binh Việt Nam tiếp tục đem sức lực, trí tuệ tham gia xây dựng đảng, chính quyền, chăm lo gia đình ấm no, hạnh phúc, giúp đỡ đồng đội, là lực lượng chính trị tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, xứng đáng với 8 chữ vàng: trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới. Nhiệt liệt chào mừng khối thanh niên xung phong đang tiến vào lễ đài. Được Đảng, Bác Hồ trực tiếp chỉ đạo thành lập, trong chiến dịch Điện Biên Phủ đã có gần 20.000 thanh niên xung phong tham gia mở đường, vận tải vũ khí, khí tài, lương thực, thương bệnh binh, ra phá bom mìn trên các trọng điểm ác liệt. Có hơn 8.000 thanh niên xung phong chuyển sang các đơn vị quân đội chiến đấu trên các mặt trận, góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ và đại thắng mùa xuân năm 1975. Được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Nhiệt liệt chào mừng khối dân công hỏa tuyến. Đáp lời kêu gọi của Bác Hồ, thể là người Việt Nam thì phải đứng lên đánh thực dân pháp để cứu tổ quốc. Hàng chục vạn nam nữ đã xung phong vào dân công hỏa tuyến phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ với quyết tâm, dù bom đạn xương tan thịt nát, không sợ lòng, không tiếc tuổi xanh, mở đường vận chuyển vũ khí, lương thực, thương bệnh binh, lập nhiều chiến công vẻ vang. Trong âm vang chiến thắng Điện Biên Phủ hôm nay, chúng ta càng tưởng nhớ và tri ân sâu sắc những chiến công, sự hy sinh to lớn của lực lượng dân công hỏa tuyến năm xưa để cho đất nước nở hoa độc lập. Đang tiến vào lễ đài là khối công nhân Việt Nam. Giai cấp công nhân là giai cấp lãnh đạo cách mạng Việt Nam, nền tảng của khối liên minh công nhân, nông dân, trí thức, trung tâm của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nòng cốt tiên phong trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, giai cấp công nhân Việt Nam luôn kiên định về mục tiêu, lý tưởng, không ngừng lớn mạnh, hiện đại, thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và xu thế hội nhập quốc tế. Đang ngày đêm hăng say lao động sản xuất, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc. Nhiệt liệt chào mừng khối nông dân Việt Nam. Nông dân có vai trò quan trọng trong quá trình khai khẩn đất đai, mở mang bờ cõi, có chí khí anh hùng, không sợ gian khổ, hy sinh, dấn thân trong các cuộc đấu tranh chống giặc ngoại xâm, trong đó có chiến thắng Điện Biên Phủ. Đúng như khẳng định của Chủ tịch Hồ Chí Minh, muốn kháng chiến kiến quốc thành công, ắt phải dựa vào lực lượng của nông dân. Ngày nay, nông dân là lực lượng nòng cốt xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế xã hội, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, có vị trí chiến lược trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Khối đại biểu của tầng lớp trí thức cách mạng đang tiến vào lễ đài. Trí thức Việt Nam, lực lượng lao động sáng tạo đặc biệt trong tiến trình xây dựng và phát triển đất nước, trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đội ngũ trí thức nước ta không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, đồng tinh thần yêu nước, lòng tự hào,
xuân năm 1975, thu Sang Sơn về một mốn. Nhiệt liệt chào mừng khối thanh niên Việt Nam. Thanh niên Việt Nam luôn nêu cao tinh thần yêu nước, không ngại gian khổ, không sợ hy sinh, sẵn sàng dấn thân vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Đặc biệt, từ khi có Đảng, Bác Hồ giáo dục, rèn luyện, thanh niên Việt Nam đã có nhiều đóng góp vào sự nghiệp cách mạng. Hàng triệu thanh niên ưu tú đã xung phong ra chiến trường, sẵn sàng chiến đấu hy sinh, góp phần vào thắng lợi của chiến dịch Điện Biên Phủ và đại thắng mùa xuân năm 1975. Ngày nay, thanh niên Việt Nam ra sức thi đua, rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, tình nguyện, đi đầu trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Nhiệt liệt chào mừng khối phụ nữ Việt Nam. Phụ nữ Việt Nam đã có những cống hiến to lớn, góp phần xây dựng và bảo vệ nông thôn gấm vóc của Tổ quốc, tạo dựng nên truyền thống anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang. 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp đã có hàng vạn phụ nữ hăng hái tham gia tân quân, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, góp phần để có một Điện Biên nên vành hoa đỏ, nên kim sử vàng. Ngày nay, phụ nữ Việt Nam không ngừng phấn đấu, năng động, sáng tạo, tiếp tục đóng góp trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Nhiệt liệt chào mừng khối các dân tộc Tây Bắc. Tây Bắc là khu vực rộng lớn, có vị trí chiến lược, nơi cư trú của 34 dân tộc anh em. Từ bao đời nay, nhân dân các dân tộc Tây Bắc luôn nêu cao tinh thần yêu nước, truyền thống đoàn kết trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, Tây Bắc là hậu phương, là căn cứ hậu cần trực tiếp. Quân và dân các dân tộc Tây Bắc đã đóng góp sức người, sức của cùng với quân và dân cả nước giành chiến thắng trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Ngày nay, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc Tây Bắc quyết tâm xây dựng quê hương vững về chính trị, giàu về kinh tế, đẹp về văn hóa, mạnh về quốc phòng, an ninh. Khối văn hóa nghệ thuật đang tiến vào lễ đài. Trong suốt chặng đường đấu tranh lâu dài của dân tộc, các thế hệ văn nghệ sĩ đã sát cánh dưới lá cờ vinh quang của Đảng, cống hiến quên mình, góp phần làm nên những thắng lợi trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, đội ngũ văn nghệ sĩ đã có mặt trên các chiến trường ác liệt nhất, đến từng chặng hành quân, từng trận địa pháo, chiến hào và trạng xá để biểu diễn, cổ vũ, động viên bộ đội, dân công hỏa tuyến, thanh niên xung phong, góp phần làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Ngày nay, đội ngũ văn nghệ sĩ cách mạng tiếp tục cống hiến, không ngừng sáng tạo, góp phần làm cho văn hóa trở thành nền tảng tinh thần của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng, bảo đảm phát triển bền vững của đất nước như tâm nguyện của Bác Hồ kính yêu. Văn hóa soi đường cho quốc dân đi. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa toàn thể nhân dân trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam và bạn bè quốc tế, ôn lại quá khứ hào hùng để chúng ta đi tới tương lai tươi đẹp. Nhìn lại chặng đường chiến đấu, chiến thắng oanh liệt của cách mạng Việt Nam nói chung, chiến thắng Điện Biên Phủ nói riêng, chúng ta vô cùng xúc động, tự hào, tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, thành kính biết ơn hàng triệu người con ưu tú đã ngã xuống, hàng triệu người đã hy sinh một phần máu thịt, dâng hiến tuổi xuân cho Tổ. Kính chào quý vị khán giả, ngay vừa đầu giờ sáng thì rất đông người đã đầy đủ về khu vực xung quanh và những cái con đường mà đoàn diễu binh diễu hành đã đi qua và để được tham gia buổi lễ kỷ niệm diễu binh diễu hành 70 năm chiến thắng Điện Biên. Và quý vị có thể thấy là mỗi khi có đoàn diễu hành ngang qua đây thì người dân lại hồ lên hò reo cổ vũ và bày tỏ tình cảm đặc biệt với những người chiến sĩ đang làm nhiệm vụ. Và ở đây thì không chỉ có những người dân Điện Biên đến đâu mà còn đầu du khách ở nhiều vùng miền họ cũng tìm về hồ Điện Biên đang chiến thắng ngày hôm nay. Và chị đã tới từ đâu và chất cảm như thế nào khi được tham gia vào đoàn diễu hành hôm nay ạ?
Sáng nay không ngăn được sự tự hào, xúc động của những người dân ở Mường Phăng vào lúc này. Tất cả mọi người, người già, trẻ nhỏ đều cầm ô, mặc áo mưa, nán lại sân của khu di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ để có thể theo dõi trực tiếp lễ diễu binh diễu hành kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Và lúc này đứng cạnh tôi là bác Bân ạ. Bác Bân là con trai, bác Biên là con trai của một người lính, của một người chiến sĩ Điện Biên năm xưa. Vậy thì bác có cảm xúc như thế nào? Ngày xưa cha bác chính là người lính thông tin liên lạc cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp, đúng không ạ? Đúng rồi. Báo cáo với đồng chí, tôi là con trai của ông Lò Văn Bóng, trước là chiến sĩ Điện Biên Phủ. Nhưng mà từ ngày lớn lên thì tôi rất là tự hào là mảnh đất Mường Phăng là mảnh đất là có hậu cứ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Cho nên hôm nay tôi đến dự ở đây thì tôi rất háo hức, là rất là xúc động là nhìn thấy cái diễu binh diễu hành ở thành phố Điện Biên Phủ. Vâng ạ, chắc chắn là sẽ có rất nhiều những cảm xúc với mảnh đất này và với những ký ức mà bác đã lớn lên cùng với cha mẹ mình. Và ngày hôm nay thì niềm tự hào đó lại nhân lên gấp bội, đúng không ạ? Vâng ạ, và bây giờ thì chúng tôi cũng muốn chia sẻ niềm tự hào xúc động đó với một người trẻ của Mường Phăng. Chị có thể cho biết tên của mình và cảm xúc của chị trong giờ phút này như thế nào ạ? Tôi tên là Cà Thị Minh, là người con sinh ra và lớn lên tại mảnh đất Mường Phăng. Hôm nay hòa chung với không khí kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, tôi rất là xúc động và tự hào. Sẽ đem sức trẻ, sẽ cố gắng để xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng phát triển. Vâng ạ, và chị nhìn thấy các đồng chí của chúng ta diễu binh, diễu hành trong lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ thì chị có chia sẻ cái điều gì? Bởi vì chúng tôi biết là những ngày này thì thời tiết Điện Biên rất là mưa và chúng ta nhìn thấy được cái sự vất vả của họ. Mặc dù thời tiết buổi sáng hôm nay không được thuận lợi với không khí hòa chung không khí cả nước đón chào kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, thời tiết không thuận lợi nhưng với cái tình cảm của người dân Điện Biên nói riêng và cả nước nói chung rất háo hức để chờ đón giây phút diễu binh diễu hành như buổi sáng hôm nay. Vâng ạ, thưa quý vị có thể thấy là ở sân của khu di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ lúc này thì tất cả mọi người cũng vẫn đang nán lại và hòa chung không khí đầy tự hào và xúc động của lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Và tôi tin đó chính là cảm xúc của mọi người dân Việt Nam khi theo dõi qua màn ảnh nhỏ lúc này. Trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các quý cùng toàn thể đồng bào đồng chí đã đến tham dự chương trình buổi lễ. Xin được kính chúc các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn.